Ngọc Thanh xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức đầu giờ của Vietnews TV trên băng tần 56.5. Và xin mời quý vị cùng theo dõi những bản tin sau đây. Bản tin đầu tiên cho biết là Nga và Pháp họp bàn về Syria. Nga vẫn tiếp tục nói rằng phe nổi dậy ở Syria là thủ phạm vụ tấn công bằng vũ khí hóa học bên ngoài Damascus vào ngày 21 tháng 8. Tin này được loan khi Ngoại trưởng Nga là ông Sergei Lavrov gặp đối tác Pháp là Laurent Fabius ở Moscow vào ngày thứ Ba để thảo luận vấn đề này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Ba tuyên bố vụ tấn công ngày 21 tháng 8 là một hành động khiêu khích của phe đối lập Syria. Ngoại trưởng Nga còn nói thêm rằng Nga có bằng chứng nghiêm túc về tin rằng vụ tấn công này là một hành động khiêu khích của những người chống đối với Tổng thống Nga Bashar al-Assad. Ông nói thêm rằng sự kiện này phải được điều tra một cách vô tư và khách quan và luôn cả chuyên nghiệp. Ông Lavrov nói chưa có đủ bằng chứng được trình bày để chứng thấy rằng chỉ có chính phủ Syria mới có thể thực hiện vụ tấn công. Các nhận định của Ngoại trưởng Nga được đưa ra chỉ một ngày sau khi một báo cáo của Liên Hiệp Quốc viện dẫn lời là bằng chứng rõ ràng thuyết phục là khí độc sarin đã được sử dụng trong vụ tấn công, mà Hoa Kỳ nói là đã làm thiệt mạng cho 1.400 người, trong đó có 400 trẻ em. Đối tác phía Pháp của ông Lavrov, ông Laurent Fabius hôm nay nói rằng ông không có nghi ngờ gì về việc chính phủ Syria chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Ngoại trưởng Fabius nói nếu mọi người nhìn vào khối lượng khí sarin được sử dụng trong vụ tấn công, thiết bị cần đến và các mục tiêu thì không còn nghi ngờ gì là chế độ Syria đứng sau vụ tấn công ngày 21 tháng 8. Ông Lavrov đã định tiếp đối tác Pháp để có thể đi tới một thỏa thuận nào đó về một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cho việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria. Moscow đã chối không ủng hộ một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc được Hoa Kỳ, Pháp và Anh hậu thuẫn yêu cầu buộc Damascus phải chịu hậu quả nghiêm trọng nếu không chịu giao vũ khí hóa học của họ để cộng đồng quốc tế tiêu hủy. Trong khi đó, chính phủ Syria cho biết sẽ tuân thủ một thỏa thuận giữa Moscow và Washington. Theo đó, họ chỉ giao nộp một bản báo cáo đầy đủ về vũ khí hóa học của họ. Điện Kremlin đã từ chối không ủng hộ nhiều vòng chế tài nhắm vào nước đồng minh Trung Đông của họ và khẳng định rằng đối thoại với cả hai bên là cần thiết cho hòa bình. Moscow cũng tiếp tục bán vũ khí cho Damascus, mặc dù Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin khẳng định rằng không có vũ khí nào có thể sử dụng được trong cuộc nội chiến. Và thưa quý vị, trong nguồn tin khác cho biết là gần 1.000 người di tản khỏi sân bay vì đe dọa đánh bom. Sáng ngày 16 tháng 9, khoảng 1.000 người đã phải di tản khỏi sân bay Vienna và các khu vực lân cận ở thành phố Trondheim thuộc miền Trung Na Uy sau khi nhà chức trách đã nhận được lời đe dọa đánh bom. Cảnh sát cho biết khoảng là 10 giờ sáng ngày 16 tháng 9 giờ địa phương, một người đàn ông đã gọi điện thoại đến sở cảnh sát thông báo về việc có bom gài sẵn ở sảnh chờ khu vực xuất nhập cảnh của sân bay Vienna. Và ngay lập tức, toàn bộ giao thông hàng không và sân bay Vienna đã phải ngừng hoạt động, làm ảnh hưởng tới khoảng 5.000 hành khách. Tất cả các tuyến đường tới sân bay này cũng bị phong tỏa, trong khi các chiến tàu hỏa không được phép đậu gần ga phụ cận sân bay để bảo đảm an toàn. Cảnh sát hiện đang truy tìm người đàn ông đã gọi điện thoại trước đó dựa trên manh mối duy nhất là người này có tiếng thổ ngữ là Tuen Talak. Và đến với Nam Triều Tiên thì quân đội Nam Triều Tiên bào chữa việc bắn chết người đào tị. Quân đội Nam Triều Tiên đã bào chữa cho việc bắn chết một người Nam Triều Tiên định thực hiện một cuộc đào tị hiếm có sang Bắc Triều Tiên vào hôm thứ Hai. Các giới chức quốc phòng nói rằng binh sĩ biên phòng đã không thể xác định người đàn ông này 47 tuổi đó là thường dân hay là binh lính và người đó đã không đáp ứng nhiều lời cảnh báo. Quân đội Nam Triều Tiên vào hôm nay chính thức xác nhận một công dân Nam Triều Tiên đã bị giết chết trong lúc tìm cách băng qua một con sông đến Bắc Triều Tiên, rõ ràng là để đào tị. Vào chiều thứ Hai, các binh sĩ biên phòng Nam Triều Tiên đã trông thấy người đàn ông đó dùng một chiếc phao bơi trên sông Imjin tiến vào hướng ranh giới của Bắc Triều Tiên. Các giới chức quốc phòng nói rằng mặc dù người đó mặc quần áo dân sự, các binh sĩ không thể biết rõ lai lịch của đương sự.
Theo lời khai của binh sĩ, người đàn ông đó đã làm ngơ trước những lời cảnh báo yêu cầu ông ta quay lại. Khoảng 30 binh sĩ Nam Triều Tiên sau đó đã bắn hàng trăm phát đạn trước khi biết chắc là người đó đã chết. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Kim Min-seok cho biết rằng việc sử dụng vũ lực gây chết người là chính đáng vì sự nhạy cảm về mặt quân sự của khu vực biên giới được canh phòng cẩn mật. Ông Kim cho biết Nam và Bắc Triều Tiên đang ở trong tình trạng ngưng bắn và quân đội của hai phía vẫn đang được tình trạng căng thẳng. Vì vậy, khi một người đó vi phạm các quy định thì quân đội có thể nổ súng. Ông Kim nói thêm rằng viên chỉ huy đã ra lệnh cho người đàn ông đó dừng lại vì ông ta có thể là thường dân và cũng có thể một tay gián điệp hoặc một người Bắc Triều Tiên có vũ trang. Nhưng ông ta đã không tuân lệnh nên viên chỉ huy đã theo đúng các quy định khi ra lệnh nổ súng dựa trên phán đoán của mình. Sau đó, giới hữu trách biết được người đàn ông đó không có vũ trang và là một công dân Nam Triều Tiên, 47 tuổi, tên là Nam Jung-ho, dựa trên giấy thông hành Nam Triều Tiên mà ông ta mang theo trên người. Giới hữu trách cũng cho biết là ông này hồi đầu năm nay đã bị trục xuất khỏi Nhật Bản sau khi đưa đơn xin tị nạn chính trị của ông bị bác. Hiện chưa rõ tại sao ông Nam muốn tị nạn ở Nhật Bản hoặc Bắc Triều Tiên. Các giới chức ở Seoul nói rằng họ đang điều tra vấn đề này. Người Nam Triều Tiên đào tị sang Bắc Triều Tiên là một việc rất hiếm khi xảy ra và trong hồ sơ hồi gần đây người ta cũng không thấy có vụ nổ súng nào nhắm vào những người tìm cách đào tị. Và đến với Việt Nam thì hàng loạt nhà máy cá tra sắp đóng cửa. Theo kết quả điều tra của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, trong tổng số là 70 nhà máy chế biến cá tra ở Việt Nam, chỉ có khoảng 30 doanh nghiệp có thể là nuôi cá, nhưng sản lượng có chỉ đủ đáp ứng cho sản xuất không quá 15 ngày. Hiện đã có nhà máy ngưng hoạt động, số ít nhảy đã chạy cầm chừng, dự báo cho đến tháng 10 sẽ có hàng loạt nhà máy phải đóng cửa, kéo theo hàng chục ngàn công nhân sắp mất việc. Theo Sài Gòn Tiếp Thị thì từ đầu tháng 10 cho đến nay, giá cá tra nguyên liệu tăng khá mạnh, hiện nay đã lên mức là 23.000 đồng cho 1 kg. Nếu tính cả lượng cá của doanh nghiệp tự nuôi khoảng là 40.000 tấn, cá do dân nuôi là 15.000 tấn thì tổng cộng nguyên liệu còn lại trong quý tư chỉ còn khoảng tối đa là 50.000 tấn. Trong khi nhu cầu mà các nhà máy cần là trên 300.000 tấn, và lượng cá này mới đạt là 400 cho tới 500 gram một con. Phải đến tháng 11 trở đi mới có thể đạt trọng lượng xuất khẩu. Trong lịch sử ngành cá tra, đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng thiếu hụt nguyên liệu nghiêm trọng như vậy. Một chủ doanh nghiệp nói, nhiều doanh nghiệp đã tỏ ra tiếc nuối bởi nhu cầu thị trường có và đang có xu hướng tăng trong mùa tiêu thụ vào cuối năm. Nhưng ngành cá tra lại không được hưởng lợi vì không có đủ hàng. Và chắc chắn trong thời gian ngắn tới đây phải chọn giải pháp chạy cầm chừng hoặc đóng cửa là điều khó tránh. Theo khảo sát, chế biến cá tra vẫn được xem là một trong những ngành sử dụng lao động tay chân nhiều nhất. Hiện số lao động làm việc trong mỗi nhà máy lên đến là khoảng 1.000 người và 70 nhà máy đang sử dụng ở đây thì tổng cộng là 70.000 công nhân viên thưa quý vị. Và đó là tin tức đầu giờ của Việt News TV trên băng tần 56.5. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và cũng mong quý vị vẫn giữ làn sóng. Chúng tôi sẽ tiếp nối những chương trình sau đây. Xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt.